xin chào tất cả mọi người nha chào mừng mọi người đến với kênh của tâm tình nguyễn Vlog này nói là à, làm ngày mùng 8 tháng 3 nhẹ nhàng tiết canh nha mọi người ơi tiết canh à, vịt nhé vịt này là vịt thả đồng ấy vịt nuôi chỉ để à, để nhà ăn thôi chứ không có bán nhé đây là tiết canh à, có một anh anh mang ba con vịt đến anh bạn của chồng mang ba con vịt đến và đã đánh tiết canh đây là gan nhé, gan luộc và thái ra để à, lát nữa cho lên à, tiết canh À, trong cái nhân bổi để làm cái tiết canh này là mề 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 tất cả đều là mề ấy. À, còn đây là món à, vịt vịt om sấu đây là vịt om sấu cho một chút tiết vào màu như thế ấy. còn đây là cái xương ấy, cổ cánh cái thứ ấy, để nấu với cả khoai sọ khoai sọ ta nhỏ nhưng mà rất là ngon và dẻo mọi người Đấy, đây là chân dung anh anh đại gia anh đại gia nhưng mà đại đội nốt nông dân đấy anh ấy nhà anh có một cái trang trại nhà, chuyên dân nuôi vịt nuôi heo chỉ để ăn thôi Rồi vịt sạch ấy đấy, anh này là anh bạn của chồng mình và mang ba con vịt sạch đến anh ấy chế biến tất cả mọi thứ bây giờ là cái nồi canh nó hơi béo và vớt vớt đỡ mỡ ra à, anh ấy nấu ăn rất là khéo luôn à, anh rất là khéo và rất là thân thiện cười rất là tươi nhìn thế này có ai nghĩ là anh đã 50 không? ngoài 50 rồi đấy mọi người ạ đây, còn là đây là anh xã này. đứng là để chỉ đạo <laughs> anh xã nhà mình thì chỉ gấp thôi không có biết làm đâu à, đây à, mùng 8 tháng 3 đơn giản nhưng ấm cúng đấy, cả gia đình nhà mình cả gia đình nhà mình chuẩn bị ăn đấy đây là nước chấm này rồi à, đây vịt đấy, vịt sạch vịt luộc ra đấy ăn ngon lắm luôn đấy mọi người ơi vịt rất là ngon rồi à, món tiết canh này có mấy món thôi chưa chủ đạo chỉ là chỉ là món vịt thôi đấy vịt nấu với cả khoai sọ rất là ngon đây tiết canh đây sau khi nó là lạc giang này rồi cho ớt bột hạt tiêu này rồi gan à, xong mà mình sẽ vắt chanh lên để ăn đấy thực ra là em cũng không biết ăn tiết canh đâu nhưng mà tiết canh này là tiết canh sạch rất là ngon mà anh yên đánh đông đặc luôn rất là giỏi đây là bạn bè anh em bạn bè nhà chồng mình mùng tám tháng 3 bên nhà bà nội Đó, mọi người nhìn thấy vịt ngon chưa không luộc là cứ thế luộc thôi mà da nó vàng ươm luôn tại vì vịt này toàn ăn ngô Đấy, cả nhà vui vẻ cả nhà ăn uống vui vẻ bố mình này bố chồng này bố chồng mình này rồi là cậu cậu này rồi hai anh bạn của chồng mình kia là vợ của cậu mà áo đen bên trong là vợ của cậu và mẹ chồng mình nữa ngồi bên trong cả nhà ăn uống có ba con vịt nấu hai món ba món thôi nhưng mà rất là ngon cả nhà ăn uống vui vẻ đây là hoa cái hoa này rất là bền nhá hoa này họ nhuộm màu ấy, nhưng mà trời mà cắm rất là bền loại hoa xinh không, loại hoa này có thể cắm để cả tháng trời luôn đấy mọi người ạ, hoa rất là đẹp, ừ. hoa và hai cái màu này là pha vào nhau nó cũng rất là hợp, rất là xinh. Mọi người muốn hoa cắm bền ấy, mọi người cứ cắm cái loại hoa này nó rất là bền nhé mọi người nhé, rất là bền và nhìn nó rất là rất là xinh. Còn Đây là lẵng hoa anh xã đã mua. Anh xã mua một cái lãng hoa to đùng luôn để tặng nhân ngày mùng 8 tháng 3. Có rất là nhiều loại hoa lạ, hoa lan trắng này, hoa lan pha tím một chút. Rất là xinh và nhiều những cái loại lan đỏ đỏ ấy, cái màu đỏ thẫm. Rồi cái hoa gì nhỏ nhỏ kia nó cũng bền lắm, mình cũng không biết tên nó là cái gì luôn. hoa trắng là hoa baby, đây cái hoa này này, nó bền lắm ấy, hoa này cắm rất là bền, còn kia là hoa hồng nhung hai cái màu trắng và màu đỏ này kết hợp với nhau mình thấy rất là xinh cái một cái lãng hoa to đùng luôn như thế này cái bông hoa vàng kia mình cũng không biết nó là tên là gì luôn nói chung là về loại hoa thì mình khó biết mình không chuyên cho nên mình cũng không biết đấy cái lan này là lan này.